Thì đây như bà con thấy đó, bèo hiện tại nó đang phát triển rất là dữ, nó kín hết. Thì em sẽ đợi cho nó ăn kín hết cái mặt ruộng luôn. Xin chào bà con nha. Thì hôm nay em xin tiếp tục với cái mô hình nuôi ốc bươu nha bà con. Thì ở tập trước thì em cũng có nhắc tới cái em đang triển khai cải tạo cái 5.000 mét vuông ruộng để nuôi con ốc trong cái đồng ruộng. Thì hôm nay em cũng chia sẻ với bà con cái ao ruộng mà em đã cải tạo. Thì như bà con thấy á, đây thì ra ngoài khoảng 220 mét, tổng diện tích là khoảng 5.000 mét vuông. Thì bên em chỉ bè cái bờ thôi, bè bờ cao lên khoảng cao 1m2 đó, đây bờ cao 1m2 và rộng 2m đấy. Thì ở trên này thì em đang trồng mít, trồng hàng mít. Hiện tại phía dưới ruộng thì em đang chuẩn bị là còn có là bèo, giờ này là bèo để tay chuột, cám, em cấy thêm rau muống, rau nhút và rau ngổ để cái này thì bên em cấy cũng được một tuần rồi, hơn một tuần, đang cho nước vào khoảng nửa mét để cho cái loại cây này phát triển. Thì khoảng một tuần nữa thì em sẽ cho nước lên mực nước cao nhất luôn, là nằm trong khoảng từ 0.8 đến 1m. Cái mực nước như thế thì nó sẽ nuôi ốc, nó sẽ rất là đạt hiệu quả. Thì đây như bà con thấy đó, bèo hiện tại nó đang phát triển rất là dữ, nó kín hết. Thì em sẽ đợi cho nó ăn kín hết cái mặt ruộng luôn. Thì cái này là bên em cũng có gửi gãy phân, gãy phân cho nó phát triển nhanh lên. Thì chắc là cũng khoảng tầm khoảng 3 tầng, 4 tầng nữa này nó mới phát triển kín mà mặt ruộng được. Thì tới lúc đó thì bên em sẽ tiến hành đưa con giống xuống. Thì như cái tập trước á, em có giới thiệu đến cái thức ăn của con tròn ốc á. Thì nuôi ốc thì chúng ta phải chuẩn bị trước cái bèo, cái lò bèo như thế này, cái lò bèo đây. Còn cái bèo không? Và chuẩn bị các cái lò bèo này để cho, một là tạo nguồn thức ăn cho con ốc nè,
hai là tạo cái giá thể cho nó bám. Thì đặc tính của con ốc là nó vừa sống nổi và sống chìm, thì nó phải có các cái giá thể để bám vô để chúng sống. Thì bèo là chúng vừa bám và vừa ăn luôn, rất là tốt. Thì bèo này thì nó phát triển là vô biên đó, nó phát triển rất là nhanh. Thì coi như là chúng ta sẽ nuôi bèo, chúng ta thả ốc, thì con ốc nó ăn bèo thì nó thải phân ra, thì phân con bèo nó sẽ hút cái phân của con ốc, nó sẽ phát triển. Và như thế thì nó sẽ tạo cái chu kỳ sinh dục thôi. Thì ở đây em có trồng thêm là rau muống, rau nhút và cái rau ngổ á, thì chúng cũng ăn cái loại rau đó. Thì những cái lá nào mà mềm hoặc là lá nó già thì nó sẽ ăn thôi, nó rụng xuống thì nó phân hủy nó ăn à. Cái nuôi ốc thì chúng ta sẽ không có bận tâm tới cái gọi là thức ăn công nghiệp, thì chúng ta sẽ không có lệ thuộc vào. Chúng ta sẽ cho nó ăn các cái bèo như thế này đây, một con muống này nè, đây gọi là thức ăn xanh đó. Thì chúng ta cũng có thể bổ sung thêm cái thức ăn tinh, đó là cám, cám gạo đấy, như em đã giới thiệu ở tập trước đó. Như thế thì nó sẽ phát triển thôi. Thì ở cái đồng ruộng này thì em không phải là nuôi ốc không, em sẽ nuôi nuôi cua, nuôi tép đồng và nuôi một số con có thể nói là đặc sản của miền Tây, và nó đang gọi là đang hiện tại nó đang hiếm đi, ít người cung cấp. Như em nuôi nhưng mà em sẽ gọi là nuôi tự nhiên, không có lệ thuộc vào thức ăn công nghiệp cũng như các cái loại thuốc kích thích. Tự nhiên và em sẽ cung cấp cho các cái hộ gia đình nào muốn ăn được các cái loại thực phẩm sạch, cũng như những cái thực phẩm mà hiện tại trên cái thị trường rất là hiếm, các cái thực phẩm mà ngày xưa. Thì bên em thì cũng đã triển khai mô hình nuôi ốc này cũng rất là thành công, cũng đang mở rộng thị trường, cũng tìm kiếm các cái bà con nào mà có nhu cầu nuôi cũng như có cái cùng đam mê chí hướng, thì bà con có thể liên hệ với em qua cái số điện thoại em để vô phía dưới phần mô tả. Thì cơ sở bên em sẽ cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ cho bà con và bao luôn cái đầu ga luôn. Thì bên em đang có cung cấp, có thể là không nói là không đủ cho các cái quán ăn nhà hàng, do cái lượng ốc của bên em là nuôi nên cái số lượng là cung cấp hàng ngày là nó ổn định, nó không có như cái ốc tự nhiên là ngày có hay không. Lượng ốc của bên em rất là ổn định và đạt chất lượng, như là các cái nhà hàng rất là thích cái loại ốc của bên em. Thì chủ yếu là họ sẽ làm cái món nướng, món tiêu đó, hoặc là dòng thịt, họ rất là thích cái chất lượng ốc của anh em. Hiện tại thì em bao thu mua những cái khách hàng mà lấy con giống của bên em về nuôi, thì bên em bao mua luôn, thì giá cả thì sẽ bằng giá thị trường, nhưng mà em bảo đảm là bà con nuôi sẽ có lời, tại vì con ốc thì chúng ta không có lời thuộc vào thức ăn, tỷ lệ hao hụt cũng rất là thấp. Chúng ta cứ tạo môi trường sống tự nhiên cho nó thì nó sẽ phát triển thôi. Thì bên em sẽ hỗ trợ đầy đủ. Thì giá tầm 30.000 trở lên thì chúng ta sẽ có lời.
mà ốc thì ốc loại 1 mà 30 con 1 ký thì sẽ không có giá tầm giá dưới đó, cho dù đụng ốc Campuchia cỡ nào cũng không có giá thấp hơn. Ốc Campuchia thì nó chỉ có mùa lũ thôi. Nó ốc mình thì còn mình nuôi thì sẽ cung cấp cả năm. Thì ở miền Nam thì mình sẽ nuôi được cả năm. Nó không như ngoài miền Bắc lạnh thì nó không có nuôi được. Thì sắp tới đây thì em cũng sẽ phát triển thêm nuôi được các cái con khác, sẽ chia sẻ với bà con. Thì nó sẽ nuôi cái con gùi lính đen để ứng dụng vô nuôi, dùng gùi lính đen làm thức ăn và dế để làm thức ăn, nuôi cho các cái con vật khác ăn. Thì sẽ các con vật đó sẽ ăn cái con gùi, thì thịt nó sẽ rất là ngon và có thể là như tự nhiên. Thì sắp tới em sẽ phát triển và sẽ chia sẻ với bà con. Rồi thì em cũng xin kết thúc cái video từ đây, cũng chia sẻ với bà con cái mô hình nuôi ốc bu với đồng ruộng của anh em thôi. Nếu bà con nào mà có nhu cầu nuôi thì hãy liên hệ với chúng em sẽ tư vấn tận tình. Rất cảm ơn bà con đã theo dõi cái video. Thì hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và